Đỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2016 và tôi đang đi ở trong một cái kho hàng của chúng tôi. Thì Đỗ Gỗ Đức Hiền là cái cách chuẩn bị là cái lượng hàng mộc phải chuẩn bị rất là nhiều. Thường là vào cái dịp cuối năm là lúc thị trường sôi động của chúng tôi bán là cũng tương đối là vãn và sau đó là khởi động cho một cái mùa mới. Và cái lượng hàng phải được tích trữ rất nhiều và để trong những cái kho mà dưới cái ánh nắng mặt trời có những cái khe sáng như thế này và có những cái ô thoáng để cho cái hàng hóa là được dự trữ rất nhiều và để lâu để cho nó khô một cách từ từ, khô tự nhiên. Đây có những cái hàng hóa để lâu thì nó mạng nhện bám đầy nhưng không vấn đề gì cả, bởi vì cái đồ mộc này phải chấp nhận một cái sự đóng vốn và hàng được để mộc để lâu. Và chính cái điều này cũng đem lại cái lợi cho chúng tôi là khách hàng rất là yên tâm. Và nhiều khách hàng khó tính kỹ tính ấy, được chọn lựa cái số lượng nhiều ở trong kho này, hoặc khách hàng ở xa tuy không đến được nhưng mà biết một cái cơ số hàng dự trữ như thế này là cũng yên tâm để đặt mua hàng của chúng tôi. Thì thưa quý vị, ở trong kho này hiện nay thì trường kỳ có khoảng mười mấy bộ và các cái hàng gỗ mun cũng vài chục cái đơn vị sản phẩm, rồi các cái lọ lục bình, rồi ghế ăn hàng trăm chiếc, vân vân, các loại mặt hàng. Và ở đây thì sếp nó rất là xáo trộn, thực ra chỉ có cái người trong nghề thì mới hiểu được và bản thân đích thị chúng tôi mới biết là cái nào vào bộ nào, vì khi sếp thì là nó cũng tương đối là tức là cái chỗ nào rộng thì là cứ thế xếp vào và để cho ánh nắng mặt trời nó chiếu vào cho nó chiếu gián tiếp, còn phần trên đỉnh kia có thể chiếu trực tiếp một lúc vào buổi trưa nhưng mà sẽ chênh chếch và ánh nắng nó cũng vừa đủ để mà làm khô một cách tự nhiên. Và cũng có người khi nhìn cái kho của tôi nó tràn ngập và nó quá nhiều này rồi không hiểu là sau này lấy hàng ra làm cho khách thì có sợ bị lộn xộn nhầm lẫn không, thì xin thưa quý vị là không bao giờ có sự nhầm lẫn, bởi vì trông thì nó như thế này thôi nhưng mà tất cả các cái lô hàng đều có những cái ký hiệu ngầm đánh dấu là những người thợ mộc người ta đã có những cái chỗ người ta đánh dấu rồi, nó có một sự quy định riêng của đơn vị. Cho nên là cái bộ nào vào bộ đấy không bao giờ nhầm lẫn được. Để Đức Hiền cũng kính chúc quý vị một buổi sáng tốt lành. Kỹ sư Đức hiện nay đang đứng ở cái kho hàng đây. Trước khi dừng clip thì chúng tôi lướt nhẹ qua cái trường Kỳ Lim với cái vân tuyệt đẹp. Để lúc còn đang để mộc mình trông nó sực lộ như là mọi cái sản phẩm khác. Nhưng mà những cái bộ này đánh lên thì vân chắc chắn sẽ rất đẹp luôn. Có những ngày Tết có thể chúng tôi đi đến 8 9 chuyến hàng, 10 chuyến hàng. Vậy nếu không có những cái kho hàng kiểu như thế này, dự trữ đầy tràn thế này thì lúc đấy không còn hàng, không thể có hàng để bán được. Đấy là chưa kể riêng cái khu cửa hàng trưng bày chúng tôi đã là 2.000 mét vuông. Ngoài ra những cái kho hàng kiểu như thế này thì rất là nhiều. Đức Hiền xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Đây là mấy chiếc bàn ăn gỗ hương, bàn tròn.